cách bố trí không gian phòng cho hai bé. Đầu tiên, chúng ta làm một cái khung sắt để chia cái vách của hai bé và ốp hai bề mặt cho vách ngăn để che đi khung sắt. Rồi bắt đầu chúng ta trang trí phòng đầu tiên, bỏ một cái giường sát sàn và có các hộc tiện ích để tận dụng tối đa không gian. Sau đó chúng ta làm cạnh cửa sổ một cái tủ đồ, cái tủ nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện ích. Ghế cái giường thì chúng ta làm một cái bàn học có kệ để đồ trang trí. Như vậy là chúng ta xong cái phòng thứ nhất. Qua phòng thứ hai, chúng ta bố trí cũng một cái giường sát sàn và có nhiều học để tận dụng không gian. Rồi chúng ta kế cái giường thì tủ đồ lớn có nhiều ngăn học để tận dụng hết không gian tủ. Đối diện cái tủ là cái đầu giường, chúng ta làm một cái kệ bàn học cũng giống như cái tủ kệ bên phía phòng bên kia. Chúng ta cũng trang trí kệ để bỏ sách vở và đồ trang trí. Rồi chúng ta vừa hoàn thiện xong phòng thứ hai. Rồi mọi người cùng tôi tham quan lại hai cái phòng chúng ta vừa mới trang trí. Một căn phòng chia làm hai cho hai bé. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình thấy hay thì chia sẻ, đăng ký, giúp ủng hộ kênh. Xin cảm ơn mọi người.